Công, bài hát của tác giả trẻ, tác giả nữ Trịnh Minh Hiền. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với ca khúc mang mã số 48. Bài hát có tên gọi Ngày Nào Có Em, tác giả Nguyễn Hoàng Hà. Người phối khí, nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ thể hiện nhóm Trio 666. Chúng tôi xin được nói trước một điều rất thú vị về tác giả Nguyễn Hoàng Hà. Đã có rất nhiều người nhầm tác giả Nguyễn Hoàng Hà với nhạc sĩ Hoàng Hà rất tên tuổi của chúng ta. Nhưng không, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Hà tham dự chương trình bài hát Việt này nguyên là một kỹ sư ngành chế tạo máy. Và với niềm đam mê âm nhạc, hiện nay anh đang theo học khoa lý luận sáng tác. Vâng, anh đã theo học lý luận sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Và ca khúc Ngày Nào Có Em là một bài hát anh viết tặng khán giả trẻ. Thưa quý vị và các bạn, quý vị cũng có thể đoán được phong cách của bài hát này như thế nào, bởi vì chúng ta đã nhắc đến nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhóm Trio 666. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát này. Thank you.
ơn nhóm Trio 666 một bài hát được thể hiện với phong cách rất đặc trưng của nhóm Trio, rất khỏe khoắn và rất nồng nhiệt. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây chúng tôi muốn nói về một bài hát của một tác giả đã từng rất quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng không phải với vai trò là một tác giả mà vai trò một ca sĩ. Chúng tôi muốn nói đến một thành viên của nhóm ACNM, đó chính là ca sĩ Hoàng Bách. Ca sĩ Hoàng Bách đã tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ở khoa kèn, nhưng rất ít người chúng ta biết được điều này, mà thường chỉ nhìn thấy anh sánh vai cùng những người bạn của mình trong nhóm ACNM. Và cũng có một số bài hát của nhóm ACNM do chính Hoàng Bách sáng tác và được công chúng yêu mến. Và bây giờ đến với chương trình bài hát Việt, Hoàng Bách sẽ tự thể hiện một bài hát do chính mình sáng tác, đó là ca khúc mang mã số 49, bài hát có tên gọi Từ Khi Có Em, tác giả Hoàng Bách với bản phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa. Chúng ta sẽ cùng bây giờ đến với chương trình bài hát Việt, Hoàng Bách sẽ tự thể hiện một bài hát do chính mình sáng tác, đó là ca khúc mang mã số 49, bài hát có tên gọi Từ Khi Có Em, tác giả Hoàng Bách với bản phối khí của nhạc sĩ Hoài Sa. Chúng ta sẽ cùng ủng hộ cho tiết mục này với tiếng hát của chính tác giả, ca sĩ Hoàng Bách.